lại, chào bạn đã quay lại với channel mình. Hôm nay tiếp tục chơi game Quyền Vương. Ok. Cái này thì tốn kim cương dữ là tốn 500 luôn. Cái gì? Foxy. Cái này là gì? À, bánh bao hả? Vũ khí bánh bao luôn. Này 5 cái đá thần. Thôi leo này gì 10 cái luôn. Ủa rồi. Oh shit. Yeah. Đó, khỏe hẳn nha. Kỳ này là khỏe hẳn luôn nè, không cần phải nói nhiều. Ôi, cẩu cuồng tại thị. Đó. 85. Chúc phúc lên. Ủa hết điểm chúc phúc luôn rồi. Đá đủng đồ đâu hết trơn rồi. Xài 500 kim cương rồi. Xài tích lũy 300. Hình như là tích lũy xài là nhận vũ khí boss không ta? Đúng rồi nè. Cây phải Zero thì là Kura. Xài 18.000. Không biết ở đâu mà ra 18.000 luôn để xài nữa. Kịch 500 đá chút phút nữa nè. Quay mắn quay ra được có 100 không? Chán thiệt chứ. Cũng không có lên nhiều lắm à. Approval Unit Yuri dị. Yuri dị chắc sắp lấy. Phải lấy Yuri dị thôi. Cho nó lên cái này. Có một con cũng cần Yuri dị nữa. Rồi. Đội hình hôm nay để không nhiều mà không có cái gì ta. Để Yuri dị cũng lên này. Add rồi. Sao nó không có lên cái nhiệm vụ quay về ta, cái mà quay về cũng vô được mới nữa. Mình giảm nhưng mà mình phải mở hết cái này mới được chứ không là nó không có được giảm 10 lần. Test liền, test võ đài liền, được mang vô thị trấn thôi. Sáng giờ không vô. Trời hết luôn à. Hết chi măng luôn, hết này luôn. Đủ nè. Nâng cấp được ao cá luôn, ao cá nào. 29 cái này. Tốn quá rồi đó, tốn quá tốn. Đang làm cái gỗ. Được 500 rồi kìa, ghê. Mấy cái kia trước. Vô ở đài test đam liền. Rồi quýnh lại rớt xuống nữa. Mấy thằng này lì thiệt chứ.
507 này hơn mình 10 ca lực. Hai cô đó giáp nào hậu được không cầm nào ta. Giảm nộ gần hết đội hình luôn, giảm nộ 5 con. Thôi xong, thằng này đi. Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Rất tiếc. Choáng rồi. Đâu cần phải choáng, dữ vậy hộ. Chuẩn bị có nộ nữa rồi. Thôi xong rồi. Trời ơi, nét đánh kêu nét là không có giảm nộ. Thoải mái luôn rồi. Xong rồi. Xong rồi, rồi, rồi không chết hả? Có cái kháng sát thương. Gớt gớt gớt. Xuống xuống đi bồ ơi. Trời, cái đội hình này giảm công. Đội hình này giảm công thì kiểu như là SML luôn. Corio nè. Luna dị nè. Hai con này cũng ghê lắm mà. Kinh đấy. Hơn 50. Phải lên luôn, phải lên hơn luôn. Ủa con nó chưa lục ngôn. Yuri chưa lục ngôn. Ôi, cũng muốn mà em chết rồi. Không choáng luôn. Yêu như vậy nó trầm. Thua, thua dáng này. Yêu vậy nó ghê đẹp. Đáng lẽ là phải có một cái con để giảm nợ uy như vậy với. Đặt lại. Trời, 30 giây. Có giảm nộ như vậy, chỉ cần Kyo mà nó đánh vô hàng của yêu như vậy là trận nó có thể win luôn. Chắc luôn. Đâu phải khó khăn. Trời ơi, con này nó sắp lên đỏ rồi nè. Con này đẳng đỏ dễ rồi, hình như đủ luôn rồi, chưa thiếu hả? À, thiếu một ít chứ không nhiều. Cho cây phẩy lên tiếp này đi, quét 50 lần. Con này 85 hết rồi nè, úp con này lên được. Chiến này chụp cả quá.
nó một cái xanh lá rồi, xanh dương rồi, trời ơi chết chân, đang từ từ qua rồi xong vào lại. Cầm lặng luôn. Chết luôn. Tào lao. Chết hai con làm cây sậy nó có nổ. Yêu đi vậy nó lại con mạnh nhất đội hình nó. Chỉ cần mà giảm nộ được cái hàng lượt đầu của nó quýnh nha, mình không bị cấp lặng, không bị gì hết nha, an toàn hết á, giảm nộ được cái hàng của Yuri vậy chậm. Vô đây còn nhiều, vô đây còn mấy cái rương nữa. Có cái rương sắt, không biết sao mà có cái rương sắt thì luôn. Chắn nhận được huy hiệu đó, 60.000 này mới đúng không? Chú vàng chắc chắn thì nhận được huy hiệu đó, 7.000 vậy đi. Biết đủ đi, đủ cái gì để mà đổi nữa chưa, đổi được cái vũ khí leo vậy là tốn 100.000 hai mảnh rồi nha. Bây giờ trong đây nó có cái vũ khí con xích hỏa với lại sách sách lửa 36 36 chắc cũng được thôi, nhanh thôi mà. Đấu trường 8k xung đủ dược tháp 30 rồi, quay lại nhanh mà, trời ơi đây không có gì hết. Thắng được này mới chịu luôn. Người này vậy chết luôn, tao còn lao luôn. Má sao nó không chết luôn. Thua rồi. Mình quá.
thua y nó đầu là nó quýnh trước hơi thốn rồi. Không đến nỗi chết đúng rồi. Win à, win chắc. Mẹ mày. Nãy giờ tao cọc mày lắm rồi. Xạo hả mày? Không, chỉ cần là nhiêu đó thôi. Yêu như vậy nó không nộ được một lần thứ hai nữa là nó chết. Nó chết liền. Trời, hôm nay lâu lắm rồi mới được lập tốt tâm. Chết lê xạo với tao. Còn cái này mà nó quýnh mình chắc khùng luôn. Vậy 800 mấy hết rồi mấy người chơi ác kiến rồi ta. Đó hết được rồi. Chết liền thấy không? Vô nhào vô ngáo liền. Nâng đĩa viên phú, nâng cái gì đây? Nâng sát thương lên cho Lêu Na dậy liền. Hôm nay cũng mở nhiều cái đó lắm mà. Mở được là tím luôn mới la hồi chứ. Không tưởng nó có gì mà nổi lên nữa đây. Tưởng mua mắt hết rồi mà. Sẵn kỹ. Vậy đổi gì nữa bà nội? Mua cái gì nữa đây? Không được 7 điểm. Đi 7. Hôm nay đang lấy cái tiền đó để mở cái này ra để nâng cấp tướng. Mở mấy cái bình mà nâng cấp. Con này 99 rồi, kỹ năng lên cho đủ 100 thôi. Tướng môn xong rồi. Con này xíu nữa xong. Chi tối đa luôn lên máu. Chín mươi luôn ghê. Con này lại thiếu là sao? Chứ xóa hồi đó nó ở là hàng trên mà mình lại không có cái này cho nó hết ta, sao lạ vậy? Thấy hơi kiểu như hơi gượng gượng. Này cấp 9 là được nâng công nữa. Trời, hàng chi sao nó chưa nâng công cấp 9 nữa rồi. Đúng rồi.
kim trái nữa coi, mùng 8 kim trái nữa đó, có xanh rồi. Chơi mà từng cái về cũng lâu lắm mới ra được cái xanh, còn mở 10 cái thì nhanh. Trời, lên luôn. Trời, ban chín lên luôn. Ghê. Bằng hai cũng nhiều cái ha. Ôi, con này cũng ghê, không có gì hết luôn. Bạn năng lượng chưa búp, giờ chủ yếu là công thôi, vô mấy cái đấu trường như võ đài này nó cần nhiều. Trời ơi, một cái xanh thôi không, một cái xanh thôi, nãy giờ nó còn thua cái công đang có nữa, đùa nhau mệt quá. Mở 10 cái đại lại không có luôn rồi. Có có luôn, có ngay lần đầu luôn. Thật là thủ quá. Một cái màu xanh xanh dương rồi, đúng rồi, xanh dương rồi, có rồi, bàn cờ chuẩn. 99 99 99 99 16, 99 16 là còn chắc mấy chục nữa là lên được 10 10 ngàn, 100 ngàn đi kim cương hết, nhận quà đúng rồi. À, đem được 3 cục đá nữa, chúc phúc trang bị chắc nãy giờ xong rồi, xong vụ à. Ok, ngon đấy. Hôm nay đang mở cà phê, làm gì lấy mảnh tướng úp mấy con kia chắc cũng lên 7 sao được hết rồi. Giờ cỡ ma thưa đẩy lên 7 sao chuyện dễ luôn. Với lại mở mấy cái sushi phú sĩ này, mấy cái đồ ăn có quy luật cũng được lắm chứ. Giờ tiền cũng đâu có làm gì, mà chưa còn nâng hấp thẻ rồi còn tốn chứ, giờ đâu có còn tốn nữa. Tiền đánh hồi ra cả đống, nhất là có cái ao cá, rồi giờ cái ao cá nó lợi ghê luôn. Vậy cũng tốn lắm luôn, tẩm bổ mà tẩm bổ nhanh à, lớn nhanh như thổi, lên 100 nữa, vài bữa cái lên 100 điểm, vài bữa cái lên 100 điểm. Thần khí này, hôm nay mình đang coi cái thần khí rồi, lúc cái này mắc rồi nè, cái này chưa, mình đang úp cái này lên cho mắc luôn, cái này mới úp mà còn có 1.800 à. Để từ từ nhiều nhiều đi, 10 ngàn hay là 20 ngàn rồi đó, úp một lần, bỏ một ngày rồi úp luôn.
xuống. Thôi mình xin chấm dứt video đây, bạn thấy hay nhớ like, subscribe đăng ký channel của mình nha. Rồi hai sao bạn đã lên clip phần cái tên clip 131, lâu rồi không chơi Nguyên Vương, chủ yếu là dành thời gian đi làm. Em ok, hello anh, em cũng lên một tất công trình, mình cũng mới vừa lên tất cả công trình level vừa một, nhưng mà cái ao cá thì mới level 7 thôi. Sáng tới hổ là cần bao nhiêu con hổ? Sáng tới hổ là cần hai con hổ trở lên với một con init. Con init init này nè đó. Cái hồn lực của con init á thì nó sẽ có cái gọi là từ hai cái hồn lực giống nhau trong đội hình trở lên thì nó sẽ tăng lên cái hiệu ứng của cái đó, thì bạn cần hai con hổ trở lên rồi mong bỏ con init vô đội hình nó sẽ tăng lên khi mà sáng thế hổ. Em thì tới level 10 thôi, điện từ từ cũng lên thôi. Ừ. Kim Ly đội hình thấy ghê ta, Omega Rugal 200k thực chiến cấp căng, trưởng cái nào cái đó đi. Có chiếc hỏa cần thêm con nào anh? Đánh bao đi.